Nhà máy bê tông Việt Nhật thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Thanh được thành lập năm 2015. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà máy đã trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu về sản xuất kinh doanh bê tông tươi, ống cống, ly tâm, gạch không nung. Nhờ có định hướng phát triển đúng đắn cùng với những chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhà máy đã sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất, đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất và đã tạo được niềm tin đối với khách hàng. Thứ nhất, khi mà xây dựng được cái thương hiệu thì nó mang lại cái hiệu quả là thứ nhất là có rất nhiều người biết đến cái sản phẩm của mình. Và khi khách hàng đã biết sản phẩm mình và đã tin dùng sản phẩm mình thì họ rất yên tâm về sản phẩm. Đấy. Và khi mà đã yên tâm về sản phẩm mình thì đương nhiên là sẽ ổn định trong vấn đề sản xuất và lương của người lao động sẽ được đảm bảo và ổn định và ngày càng gắn bó lâu dài với công ty. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi kết hợp với khoa học kỹ thuật để cùng ai cải tiến để đưa cái chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại đã 5 năm, công ty trách nhiệm hạn Minh Phong ý thức được việc xây dựng thương hiệu cho mình ngay từ lúc ban đầu để có vị trí trên thị trường. Công ty luôn chú trọng những sản phẩm tinh xảo, đa dạng chất liệu, phong phú về mẫu mã, đảm bảo theo tiêu chuẩn, tạo nên sản phẩm giá trị và lưu giữ lâu dài theo thời gian, nên luôn được khách hàng tin dùng và lựa chọn. Tôn chỉ hoạt động từ khi chúng tôi thành lập công ty cho đến bây giờ đó là một uy tín chịu niềm tin, đó chính là cái chất lượng về sản phẩm luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Và tất cả các sản phẩm có tại Bát Tràng Minh Phong này là những sản phẩm chúng tôi đã được chọn lựa rất là kỹ từ những người nghệ nhân nổi tiếng hàng đầu của Bát Tràng. Chúng tôi rất là vui khi được khách hàng rất là tin tưởng. Và cái việc mà để xây dựng thương hiệu thì không phải là cái quá trình là chúng ta chỉ bán hàng xong là thôi, mà chúng tôi còn có rất nhiều các cái chính sách để chăm sóc khách hàng hậu mãi. Chính vì thế mà hiện tại thì khách hàng chúng tôi chủ yếu là những khách hàng cũ và khách hàng được những khách hàng đã mua ở đây giới thiệu. Trong bối cảnh cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay, thì cách xây dựng thương hiệu hiệu quả nhất là tạo lòng tin đối với người tiêu dùng bằng uy tín, chất lượng, giá cả và phương thức phục vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, để khách hàng biết và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã ý thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với khách hàng như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, sản phẩm. Nhiều thương hiệu được xây dựng và phát triển trên nền tảng của chất lượng, tiêu chuẩn, chinh phục được người tiêu dùng ở trong và ngoài nước. Biết rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, nhiều doanh nghiệp đã dành sự quan tâm, đầu tư xứng đáng cho xây dựng và phát triển thương hiệu của đơn vị mình. Qua cái việc xây dựng hình ảnh, qua cái việc xây dựng thương hiệu thì nó đem lại những cái hiệu quả tích cực trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo rằng cái thị trường của doanh nghiệp luôn được bền vững, khách hàng luôn luôn tin tưởng và tin dùng cái sản phẩm bia Thanh Hóa, và qua đó chúng tôi cái doanh thu, cái sản lượng tiêu thụ của sản phẩm nó luôn được giữ vững và đảm bảo, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại thì nó có rất nhiều khó khăn về kinh tế, rất là khó khăn trong cái xã hội thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang cố gắng giữ vững và phát triển cái hình ảnh, cái thương hiệu của bia Thanh Hóa. Xây dựng được thương hiệu đã khó, giữ vững và phát triển thương hiệu lại càng khó hơn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực, phải thay đổi tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động quảng bá sản phẩm để sản phẩm và thương hiệu của đơn vị mình ngày càng có vị thế vững chắc trên thị trường.